chị được một cái cô bạn giới thiệu đến cái spa này để mà chăm sóc da. Thì cái tình trạng khi mà chị đến đây chăm sóc da thì da nó cũng hơi sạm và chị có những cái gớm nó rỗ nhiều. Cho nên là khi đến đây thì được các em nhân viên ở đây là tư vấn và hướng dẫn cái những cái liệu trình ở spa này, thì chị cũng đã có trải nghiệm và làm thử, thấy là kết quả rất là tốt. Hiện nay thì cái tình trạng da chị đã cải thiện nhiều, nhìn nó khỏe hơn, nó sáng hơn, và theo cảm nhận của những người xung quanh chị, bạn chị thì trước đây thì họ đánh giá là da chị lúc này đẹp hơn hẳn và nhìn mướt hơn hẳn. Cho nên là chị rất là hài lòng về cái dịch vụ cũng như là các sản phẩm của Spa Demaster Việt Nam ở đây.